Vậy thì số nhi thể là số mà biểu diễn của nó không có quá hai chữ số khác nhau. Bây giờ cho số các số này là số nhi thể bởi vì nó chỉ gồm có hai chữ số khác nhau. Đấy. Bây giờ còn các số này nó có nhiều hơn hai chữ số khác nhau nên nó không phải là số nhi thể. Đề bài là cho số nguyên dương n, hãy tìm số nhi thể gần số n nhất. Đấy. Vậy thì ví dụ như số của thầy là số 213 chẳng hạn. N của thầy bằng 213 thì Đạt và Tân hãy comment cho thầy biết số gần số 213 mà chỉ bao gồm có hai chữ số là số nào. Mà chỉ bao gồm hai chữ số là bao gồm những số nào dự kiến đó. Xin mời Đạt và Tân. Cho n bằng 213, hỏi là cái số nào mà gần cái số 213, gần chứ chưa cần gần nhất nhé, mà nó là số nhị thể. Ở đây thầy định nghĩa lại, số nhị thể là số không có quá hai chữ số khác nhau. Đạt comment cần lực đi. Tân nào. Số nào? 23, 23 hình như là hơi xa. Cái số mà cũng có ba chữ số đi. Tân cho thầy một số có ba chữ số gần cái số 213 mà chỉ có hai loại chữ số. Hai trăm mười hai rất chính xác, đó là một kết quả. Số 212 nó chỉ có hai loại chữ số là số 1 và số 2. Đạt nào? Tân cũng có thể nghĩ thêm được các số khác nữa. À, 191, 191 là nó khá xa số, 191 cũng là số. Rồi. 221. Đáp án của Tân chấp nhận được, nó cũng khá gần so với số 213. 191 cũng được, nhưng nó hơi xa con số 213 nhé. Xa tức là lấy hiệu hai thằng này nó sẽ lớn đấy. 221 chấp nhận được. Số 200 chấp nhận được. Số 212 này, 221 này, số 200 đều chấp nhận được. Thế thầy hỏi là cái số của thầy là số 211 có được không? Nó có hai chia tối đa hai loại chữ số. Chính xác nó có. Đấy. Như vậy thì số 211 được thì chứng tỏ là số mà gần xoay quanh nó, số gần gần nó là 211 này, 212 này, rồi 221 này, đấy, 222 có chấp nhận được không? Đấy. Thì như vậy thì ta nhận thấy rằng với n bằng 213 thì có một số thì có xung quanh có các số nhị thể như ví dụ như Tân giới thiệu là có là 211 này, Đạt giới thiệu có 199 này, rồi số 200 của Đạt giới thiệu cũng chấp nhận được này, số Tân giới thiệu số 221 cũng là giới thiệu được này, là chấp nhận được này, đấy, vân vân. Thì trong các cái số này, trong các số nhị thể này, thì số nào gần số 213 nhất các bạn? Ở đây thêm mình có thêm số 212 nữa. Đây đều là các số nhị thể đúng không? Và ta nhận thấy rằng cái số mà gần số 12 nhất của mình đây là số 212 là số gần số
2, 1, 3 nhất mà là số, và là số. Vậy thì ta nhận thấy rằng để tìm được một số nhị thể thì với một số nguyên dương n, ta sẽ giảm n đi để tìm thằng bên trái của nó đầu tiên là số nhị thể. Với số nguyên dương n, ta sẽ đi sang bên phải của nó để tìm thằng đầu tiên là số nhị thể. Thầy gọi A là số bên trái, B là số bên phải. Khoảng cách từ thằng n cho đến thằng A và n cho đến B sẽ bằng là n trừ đi A và B trừ đi n. Hay nói cách khác, mình lấy trị tuyệt đối của hai thằng, gọi là khoảng cách. Khoảng cách thằng nào bé hơn thì mình lấy thằng đấy. Nha. Vậy thì, nhưng mà cái mấu chốt của bài này mình vẫn chưa nghĩ ra được. Đó chính là làm thế nào để kiểm tra một số có là số nhị thể hay không. Đấy, cái mấu chốt của nó ở đấy. Vậy thì với cái mấu chốt như thế thì ta sẽ cần phải tổ chức một cái hàm. Ta cần phải tổ chức một cái hàm là kiểm tra xem số nguyên dương U có là số nhị thể. Vậy thì để kiểm tra một cái hàm số U có là số nhị thể hay không thì tức là ta sẽ phải đi đếm số lần xuất hiện các chữ số của nó ở trong đấy. Nếu mà có cái số nào mà nếu mà cái số này có 3 số xuất hiện trở lên thì ta sẽ exit true. Vậy thì tư tưởng của nó, ta sẽ thực hiện đếm phân phối phối chữ số của U. Ta sẽ phải thực hiện đếm phân phối chữ số của U. Khi đó, ví dụ như số 1 xuất hiện 2 lần, số 3 xuất hiện 1 lần, số 4 xuất hiện 2 lần, các số còn lại xuất hiện 0 lần. Vậy thì ta nhận thấy rằng các chữ số của nó, ở đây có 3 số có số lần xuất hiện lớn hơn 0. Và kết luận luôn là số này không phải là số nhị thể. Đấy, mình exit for luôn. Đấy. Khi đó, nếu có hơn 2 chữ số của U, có hơn 2 chữ số trong phạm vi từ 0 cho đến 9 xuất hiện trong U, hơn 2 chữ số thì chứng tỏ cái số này là có ít nhất là 3 chữ số khác nhau, thì người ta exit for. Đấy, thì ta exit for. Còn nếu không thì ta sẽ thực hiện exit true. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách tổ chức một cái hàm để kiểm tra một số có là số nhị thể hay không. Vậy các bạn cùng quan sát nhé. Ta có function số nhị thể, ví như là số nhị thể. Đấy. Thôi, ghi chữ nhị thể đi. Ghi nhầm thành số nguyên tố, hôm nào đứa nào ốp ngay cái hàm nguyên tố vào đây cho tôi. Số nhị thể, kết quả trả về là kiểu logic. Rồi. Bây giờ trong khi cái này thì ta sẽ cần phải đếm phân phối, do đó thầy sử dụng một cái mảng C. Không. Mảng đếm phân phối này thì một số lần thầy đã hướng dẫn, nhưng có khả năng một số bạn đã lâu chưa dùng đến. Thầy sử dụng một cái biến để chạy. Rồi, một biến đếm. Lưu ý khi các bạn để ý, khi code thầy gõ chữ begin, thầy ấn enter tụt xuống vài dòng, thầy gõ chữ end. Rồi, ta sẽ cần phải làm như sau. Ta sẽ for từ đầu chữ số đến cuối chữ số, hay nói cách khác, lần lượt cắt các chữ số của số nguyên dương U này, đẩy nó vào trong mảng C. Đẩy đây, ta đẩy dưới dạng đếm phân phối nhé, ta đẩy dưới dạng đếm phân phối. Vậy thì trước đó thầy sẽ phải vo g hai chấm bằng từ 0 tu 9 đu, và thầy gắn cg hai chấm bằng 0 để thể hiện rằng các số trong phạm vi từ 0 cho đến g chưa xuất hiện lần nào. Lần lượt cắt các chữ số của số này, vậy thì chừng nào u của thầy đã còn lớn hơn 0 thì thực hiện các cái việc sau. Cắt chữ số của nó ở hàng đơn vị bằng cái phép toán u mod 10 là chữ số ở hàng đơn vị. Bây giờ thầy sẽ tăng cái vị trí ở cái giá trị u mod 10 lên một đơn vị. Vậy thì thầy tăng ở đâu? Thầy tăng vào trong mảng C. Đấy.
C của U40 thì bằng C của U40 cộng 1. Vậy ở chỗ này thầy có thể sử dụng ngay cái thủ tục INC để tăng giá trị một biến. Như vậy thầy cắt chữ số ở hàng đơn vị, thầy đếm đếm nó xong. Thì bây giờ U của thầy còn lại bằng U đi 10. Vòng lặp while này nó dừng thì U của thầy bằng 0. Thầy thu được mảng C lưu số lần xuất hiện các chữ số của các chữ số nằm trong phạm vi từ 0 đến 9 của U. Vậy thì thầy sẽ thực hiện cái công việc bây giờ thầy đi đếm số chữ số có xuất hiện ở trong U. Vậy thì thầy sẽ for vì mảng C của thầy có các chỉ số từ 0 đến 9 để thể hiện rằng các chữ số để xuất hiện trong một chữ số nguyên. Ví dụ số 1221 thì nó là số 1, số 2 này. Số 200 là số 2, số 00 này. Đấy. Thì G của thầy nó chỉ là các chữ số của số nguyên dương U thôi. Với G chạy từ 0 cho tới 9 và thực hiện công việc. Nếu C ở vị trí G mà lớn hơn 0 thì điều đó chứng tỏ thằng G có xuất hiện. Thằng G có xuất hiện thì thầy thực hiện hai việc như sau. Việc thứ nhất, thầy tăng thằng G lên, à, tăng thằng đếm lên. Đấy. Khi đó kết luận rằng thằng G có một chữ số đã xuất hiện. Xong tí nữa gặp một thằng CG khác lớn hơn không lại có một chữ số nó đã xuất hiện là hai thằng. Tí nữa phát hiện ra một thằng CG khác lớn hơn không kết luận là có ba chữ số xuất hiện. Vậy thì trong quá trình này ta có thể thêm một cái nhánh cận ở đây là đó là nếu D của thầy mà lớn hơn 2. Khi D lớn hơn 2 thì số này không phải là số nhị thể. Vì nó không phải là số nhị thể nên ta sẽ exit gì các bạn? Các bạn comment vào cửa sổ. Nếu nó không là số nhị thể thì ta sẽ exit gì? Tân với Đạt nào. Rồi, Tân trả lời rất nhanh, đó là ta exit for. Rồi, chính xác. Vậy thì ta sẽ exit for, vậy exit for ta ghi ở đây, exit for. Và chỗ này chắc các bạn cũng đã hiểu tại sao nó exit for rồi. À nếu nó khác hai exit for thì vẫn chưa đảm bảo. Khi nó bằng 0 hoặc bằng 1 thì nó vẫn khác hai mà. Mà trong phạm vi nó bằng 0 hoặc bằng 1 thì nó vẫn là số được chấp nhận. À quên. Theo từ nhá. Theo định nghĩa số nhị thể là số không quá hai chữ số khác nhau. Như vậy một chữ số khác nhau cũng được. Số 111 cũng được. Chỉ có một chữ số cũng được, ví như số 111 cũng là chấp nhận được. Rồi, vậy ta sẽ thực hiện exit for ở đây. Sau vòng for này nếu không bị exit for lần nào thì điều đó chứng tỏ rằng các chữ số trong số nguyên dương U chỉ xuất hiện 0 lần, 1 lần, 2 lần. Trên thực tế nó chỉ xuất hiện 1 lần hoặc 2 lần. Đúng không? Ví dụ như số 112 thì nó sẽ xuất hiện có số 1 và số 2 có hai chữ số xuất hiện. Vậy thì ta sẽ exit for ở đây, à, exit true ở đây. Vậy trên đây là cái hàm để thầy đấy, trên đây là hàm thực hiện cái việc trả về kiểm tra xem một số có thuộc có phải là số nhị thể hay không. Tư tưởng của nó đó là ta sẽ thực hiện cái việc là tách lần lượt các chữ số của nó đẩy vào mảng C, sau đó để đếm số lần xuất hiện của nó. Nếu các số này có xuất hiện thì ta tăng biến đếm D lên. Nếu D lớn hơn 2 thì chứng tỏ nó xuất hiện quá hai lần thì ta exit for luôn, không cần phải đếm tiếp nữa. Ví dụ như số này có 5 chữ số khác nhau, nhưng khi mình đếm D bằng 3 rồi thì nó bằng 3 nó đã vi phạm rồi thì bằng 4 bằng 5 chắc chắn nó vi phạm, vậy không cần đếm thêm nữa nhé. Nên mình sẽ exit for luôn đây. Sau vòng lặp for này nó không bị exit for lần nào thì điều đó chứng tỏ tất cả các chữ số của U chỉ xuất hiện tối đa là hai lần. Vậy đây là thỏa mãn với ta exit true. Vậy thì ở chương trình chính ta phải làm gì? Chương trình chính đề bài người ta yêu cầu một cái đó là cho số nguyên dương n, hãy tìm số nhị thể gần số n nhất. Vậy thì ta sẽ phải tìm hai lần, lần thứ nhất tìm bên trái, lần thứ hai
tìm bên phải, nhớ nhé, lần thứ nhất tìm bên trái, lần thứ hai tìm bên phải, và khi đó ta sẽ tìm ra được cái số, hai cái số A và B. Thứ nhất ta sẽ thực hiện hai việc. Ta tìm số nhị thể bên trái của N. Để tìm được số nhị thể bên trái của N thì ban đầu thầy cho N là, nhưng mà đây xem đề người ta có yêu cầu có số lượng chữ số không? Nếu tồn tại hai số thỏa mãn thì đưa ra số lớn hơn trong hai số đó. Rồi. Vậy thì ta sẽ phải thực hiện là tìm số nhị thể bên trái của N. Vậy thì đầu tiên thầy cho ở đây thầy rất lạ là sau cái test 111 này nó lại ra chính là cái con 111 này là hơi lạ nhỉ. Đáng ra nó phải là một số lớn hơn chứ nhỉ. Rồi. Vậy thì bây giờ thầy có A bắt đầu bằng số mà đầu tiên ta kiểm tra đứng bên trái số N, vậy thì đó là số có giá trị bằng bao nhiêu? Các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy. Số đứng bên trái số N thì A sẽ bằng bao nhiêu? Tân với Đạt nào comment kênh nhanh. Số đứng bên trái số N thì giá trị của nó là bao nhiêu? Rồi, Đạt cho rằng đó là N trừ 1. Tân thì sao? Tân cũng cho là N trừ 1. Vậy ta thống nhất nó là N trừ 1. Tương tự như vậy thì nữa ta có cái số bên phải của nó thì sẽ là gì đấy? Vậy. Vậy thì mình sẽ thực hiện là công việc là, bởi vì cái hàm kia ta có rồi mà, ta có chừng nào mà số nhị thể của số nguyên dương A mà bằng phô thì thực hiện làm cái công việc đó là tăng A lên. Cái vòng này các bạn nhé, chừng nào số nhị thể của A bằng phô, tức là cái à quên xin lỗi, không phải A mà giảm A đi, đeg A đi, đeg A thì nó là decrease là A bằng A trừ 1 nhé, nó giống như thằng INC. Như vậy ta đã tìm được thằng số nhị thể bên trái rồi, tìm số nhị thể bên phải của N. Vậy thì thầy gọi nó là số B. Vậy B sẽ bằng gì các bạn? Số bên phải số N. Comment nhanh. Một giây. À, bằng dấu cộng. Ok. Cảm ơn Thảm. Ta có dấu cộng. Bằng N cộng 1. Ta nhá. Ok, nó giống như thằng kia nhưng mà thay dấu trừ bởi dấu cộng. Đấy. Vậy B nó sẽ bằng N cộng 1 là thằng số bên phải, và ta sẽ đi tìm cái thằng bên phải đầu tiên gặp mặt. Vậy thì ta có chừng nào số nhị thể của B mà bằng phô thì tăng B lên, INC thằng B lên. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ đề bài người ta có một cái câu ghi là nếu tồn tại hai số thỏa mãn, tức là nếu thằng khoảng cách từ thằng A đến thằng B, từ thằng A đến thằng N thì bằng thằng N đến thằng B ấy, thì đây là hai số này bằng nhau thì ta lấy thằng B, đúng không? Còn nếu không thì còn thằng nào gần hơn thì ta sẽ lấy thằng đấy. Vậy thì chỗ này mình sẽ phải sử dụng cấu trúc rẽ nhánh như sau. Là nếu trị tuyệt đối của A trừ B, A trừ N mà lớn hơn trị tuyệt đối của B trừ N thì Z bằng cái gì? Các bạn comment vào cửa sổ cho thầy. Nào, xin mời Đạt và Tân.
Nếu chi tuyệt đối của A trừ N lớn hơn chi tuyệt đối của B trừ N thì Z bằng gì? Hãy lưu ý rằng A trừ N đây chính là khoảng cách từ A cho đến N, B trừ N đây là khoảng cách từ B cho đến N. Vậy khi nó lớn hơn thì ta gắn bằng gì? Mạnh dạn lên. Đạt đề xuất là không. Tân đề xuất là A. Đề bài ta đọc lại đề bài nhé. Đề bài hoặc bằng B, tất nhiên là nó phải A hoặc là bằng B hoặc là B rồi. Người ta yêu cầu là tìm số gần nhất. Nó gần nhất khi hiệu đó nhỏ hay là lớn? Các bạn. Khi đó nó nhỏ hay là lớn? Vậy thì để cái thằng này nó gần nhất thì theo các bạn thầy sẽ lấy thằng bên trái hay lấy thằng bên phải? Mạnh dạn lên. Đạt nào? Mạnh dạn lên. Nó gần nhất khi nào? Cho anh cục phấn. Phấn, phấn, ừ. Các bạn chờ thêm 1 giây. Chính xác, nó rét nó bằng B. Trong nhà rồi đi tự nhiên là đi đi. Đạt cưới gì? Có mỗi thế thôi mà. Rồi, ở đây để tổng quát lên ta có thể xử lý trong trường hợp dấu bằng nhé. Bởi vì người ta bảo là nếu hai thằng này bằng nhau thì lấy thằng B. Vậy thì mình nếu hai thằng này bằng nhau thì mình lấy thằng B nhé. Ngược lại thì ta gắn rét bằng A. Ngược lại tức là A trừ B, A trừ N nó sẽ bé hơn B, B trừ N chứng tỏ thằng A nó gần thằng N hơn. Và khi thằng A nó gần thằng N hơn thì Z nó phải là bằng là thằng A chứ không phải là thằng B. Còn trường hợp khi hai thằng này bằng nhau thì trong đề bài là người ta ghi là nếu tồn tại hai số thỏa mãn thì đưa ra số lớn hơn trong hai số đó. A bên trái của N, B bên phải của N chứng tỏ thằng B mới là thằng lớn hơn. Nên trong trường hợp dấu bằng xảy ra thì ta cũng gắn Z bằng B. Đấy. Đấy, sau đó ta đưa Z ra thôi. À, trên đây là phần giải thuật hướng dẫn cái bài toán số nhị thể.